Dạ xin kính chào quý cô chú chị em. Hôm nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có về một số sản phẩm đồ gia tiên. Dạ sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu là một cái ghế nghi nha quý cô chú nha. Đây, một cái ghế nghi chất liệu là cẩm lai 100%. Dạ xin mời quý cô chú tham khảo. Cái bộ này á, là rất là nhỏ gọn đúng của chú nha. Quý cô chú nhà mà nhà gỗ đó, mình trang trí khóa đầu trường chỉ, hoặc là mình khóa đầu những cái bộ bàn rất là đẹp nha quý cô chú nha. Nó rất là nhỏ gọn. Đặc biệt xung quanh là bốn mặt cẩm hết, tất cả cẩm hết. Mặt trước cũng như mặt sau. Quý cô chú có thể trang trí được hết. Đó. Rồi. Quý cô chú muốn mặt nào cũng được hết, giống nhau hết nha quý cô chú. Đây, này mặt sau đây, mặt trước mặt sau giống nhau à. Quý chú thấy không? Đó. Bên hông cũng vậy, tất cả trái đào là cẩm lai hết. Cái bộ này rất là sâu tuổi nha quý cô chú nha. Bộ này sâu tuổi nha quý cô chú nha. À, đồ gia tiên thì quý cô chú thường thường nó có người á ở miền Tây thì gọi là ghế nghi hoặc là bàn nghi. Có người á thì gọi là ghế xuân nha quý cô chú nha. Tại đầu tiên mình bước vào nhà, tại shop cũng đi đã nhiều nhà cổ rồi, shop thấy á, là mình bước vô cái nhà cổ á là có cái bàn này đầu tiên đó, có cái ghế nghi này đầu tiên. Thì trang trí trên đây là những cái bộ lư nhỏ nhỏ, tiếp theo là cái bộ trường chỉ, nếu sau lưng là cái bộ trường chỉ. Đó là bố trí theo người miền Tây Nam Bộ nha quý cô chú nha. Dạ đó là cách bài trí của người miền Tây Nam Bộ. Cái ghế này rất là nhỏ gọn, thích hợp cho những nhà thành thị nha quý cô chú nha. Nhà thành thị mà nhỏ gọn là cũng trang trí cái này cũng rất là được nha quý cô chú. Cái bàn này cũng tuổi đời cũng sâu tuổi quý cô chú, cũng vài chục năm rồi. Quý cô chú thấy những cái lỗi của cẩm lai không? Rất đẹp nha. Cái này shop chỉ là mới có xả ra nha quý cô chú nha. Mới xả là chưa có làm bất cứ cái gì hết nha quý cô chú nha. Mà là cẩm lai nó đã đẹp như vậy rồi. Nó, quý cô chú thấy cẩm lai này toàn là lỗi không nha. Vưng view rất dữ. Quý cô chú mà tìm những cái giấy nghi như vậy là cũng ít có nha quý cô chú nha. Dạ. Những trái đào là cẩm lai luôn nha quý cô chú nha. Tất cả rất là đẹp. Còn đây phía dưới cũng sạch sẽ nha quý cô chú. Như là dưới ghế nha. Cũng là mới xả mộc thôi. Cái này mà quý cô chú mà sơn lên nó quý cô chú rất đẹp nha. Đó là những cái cẩm lai lỗi này nó sẽ nổi lên rất là đẹp. Cái đây là trên mặt nha quý cô chú nha, ghép khung. Đó, chất liệu là cẩm lai hết. Cái này mà quý cô chú trang trí rất là đẹp nha. Ở đây chỉ có một hai cái đường răng nhỏ thôi quý cô chú nha. Tại vì shop xả mộc ra mà, cho quý cô chú thấy rõ ràng luôn. Còn đây là một tấm nha. Còn đây là một tấm ở giữa ghép khung này nè. Là một tấm nha. Cái này mà sơn lại rất là đẹp nha quý cô chú. Dạ. Toàn là cẩm lai lỗi không nè quý cô chú thấy không? Đó, bốn mặt. Cái mặt bàn này là 3 phân nha quý cô chú nha. Mặt bàn 3 phân. Ghép khung tranh một cái tấm này vô. Tấm này cỡ 1 phân nha quý cô chú nha. Tấm này ở giữa cỡ 1 phân.
sếp xin nhắc lại tổng thể của cái ghế nghi này, hoặc là ghế xuân, hoặc là bàn nghi, nó có rất là nhiều tên gọi nha quý cô chú nha. Nhưng mà sếp sẽ kêu cái này dạng nhỏ đi, sếp sẽ kêu là ghế nghi, còn lớn gọi cái bàn mà lớn ra đó gọi là ghế, là cái này gọi là ghế nghi, còn loại lớn thì sếp sẽ kêu là bàn nghi nha. Cái nhỏ toàn bộ cái này là sử dụng bằng mộng cây nha quý cô chú nha, tất cả là mộng cây. Và trái đào này là bốn mặt nha, bốn mặt là cẩm lai luôn nha quý cô chú nha, bốn mặt có hết trái đào nha. Quý cô chú có thể sử dụng phía trước hoặc là phía sau đều được hết giống nhau nha quý cô chú nha. Chất cái này là chất liệu là cẩm lai 100% lỗi không nha quý cô chú, sử dụng tất cả là mộng cây đó. Cái ghế nghi này rất là nhỏ gọn nha quý cô chú nha, chỉ có 70-75 chiều ngang trước mặt là 75, chiều sâu tổng thể vô là 48 nha quý cô chú nha, sắp xin đo trên mặt á, 48 và chiều cao là 90, độ dày là 3 phân nha quý cô chú nha, độ dày là 3 phân. Và mà ghép khung tranh một tấm cẩm trên đây chắc khoảng gần 1 phân thôi, cái này dày 3 phân nha, bốn mặt như nhau lỗi hết. Cái bộ này là cũng rất là sâu tuổi nha quý cô chú nha, cái này chúng trả chắc trên 50 năm rồi quý cô chú. Thời xưa người ta sử dụng bằng những cái mộng cây nè, tháo ráp được hết nè. Cái ghế nghi này quý cô chú có thể kết hợp với cái bộ đây, rất đẹp quý cô chú. Quý cô chú có thể kết hợp với cái bộ lư. Bộ lư này rất là đẹp nha. Từ ngoài nhà bước vào quý cô chú trang trí như thế này nè, rất là đẹp đó. Và sau này phía sau là một làm cái bộ bàn chữ C hoặc là cù lá hay là bộ trường chỉ á, rất là đẹp nha quý cô chú nha. Từ ngoài nhà mà quý cô chú thấy từ xa bước vô thì thấy như này rất là đẹp nha. Phía sau là để cái bàn tiếp khách đó, rất là giá trị và đẹp nha. Sau đây sếp xin báo giá cái ghế nghi này, chất liệu là cẩm lai 100%, bốn mặt có chế đào, sếp xin giao lưu là 9,7 triệu nha quý chú nha. Cái ghế nghi này 9,7 triệu. Ngoài ra sếp có cái bộ lư gỗ chắc 100% này nha quý chú nha. Bộ lư này nè, gỗ chắc hết nè, quý chú thấy không? Vân rất đẹp. Cái này cái lư này nó có bộ độ cao là 35 và cái chân đèn là 40. Biết cô chú thấy những cái vân chắc rất đẹp nha. Cặp chân đèn và cái lư này gỗ chắc 100%. Sắp xin giao lưu á là 6,9 triệu. 6,9 triệu cho cái bộ lư ba món này gỗ chắc 100%. Nếu quý cô chú shop sẽ xin dạ shop sẽ xin bao ship. Shop xin bao ship 50 cây số. Dạ shop xin bao ship 50 cây số. Dạ tại shop Lê Quốc thì cũng có nhiều đồ gỗ xưa. Quý cô chú anh chị em và quý đồng nghiệp có thể đến xem hàng trực tiếp tại shop, hoặc là shop sẽ đến trực tiếp nhà quý cô chú anh chị em để mình trao đổi với nhau. Chứ những món đồ gỗ xưa mà mình bỏ trong kho rất là
uổng phí. Và rất mong sự hợp tác của quý cô chú và đồng nghiệp. Dạ, cuối video clip, cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Quý cô chú anh chị em nào chưa đăng ký kênh, giúp giùm shop một cái đăng ký. Dạ xin thành thật cảm ơn.